Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4 trang 11 đến trang 13, sách cánh diều, bài 2, chăm học chăm làm. Đầu tiên phần chia sẻ, một nhỏ, nói các thẻ chữ với tổ âm phù hợp. Như vậy chúng ta có các thẻ chữ quét nhà, tập thể thao, phơi quần áo, làm bài tập, trông em, tập đàn, tưới cây, đọc sách, nấu cơm, tập vẽ tranh. Như vậy chúng ta sẽ nói các thẻ chữ này với tổ âm chăm học và tổ âm chăm làm. Như vậy chúng ta sẽ nói quét nhà với tổ âm chăm làm hay là chăm học? Quét nhà chúng ta sẽ nói với tổ âm chăm chăm làm. Tập thể thao thì các em sẽ nói với là chăm chăm học. Rồi phơi quần áo là chăm chăm làm. Rồi tiếp theo làm bài tập là chăm chăm học. Trông em là chăm chăm làm. Rồi tiếp theo tập đàn là chăm chăm học. Rồi tưới cây là chăm chăm làm. Đọc sách là chăm chăm học. Rồi nấu cơm là chăm làm. Rồi tập vẽ tranh là chăm chăm học. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, em đã làm được việc gì giống các chị ông? Ghi lại những việc em đã làm theo hai nhóm chăm học. Như vậy chăm học thì ở nhà chúng ta đã làm được những cái việc gì? Thì các em sẽ ghi lại những việc em làm. Ví dụ như là chăm học thì thường xuyên làm bài tập về nhà. Rồi lắng nghe thầy cô giảng bài. Lắng nghe thầy cô giảng bài. Rồi ham đọc sách. Vâng. Rồi chăm làm, ở nhà chúng ta có chăm làm gì? Ví dụ như là phụ mẹ trông em hoặc là chăm em. Rồi quét nhà hoặc là tưới cày, vân vân. Rồi tiếp theo bài đọc 1, văn hay chữ tốt. Bài tập số 1, vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát tuy hay nhưng vẫn bị điểm kém, đánh dấu tích vào ô vuông trước ý đúng? Vì các bài văn của ông quá ngắn, vì chữ viết trong các bài văn của ông quá xấu, vì có nhiều chữ viết không đúng chính tả, vì nội dung các bài văn không tốt.
Như vậy nhiều bài văn của Cao Bá Quát tuy hay nhưng vẫn bị điểm kém vì chữ viết trong bài văn của ông rất xấu. Rồi như vậy các em đánh dấu tích vào ô vuông thứ hai. Tiếp theo, câu 2, điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp, đánh dấu tích vào ô vuông trước các ý đúng. Nhiều người dân đến nhà ông xin câu đổi về treo vào dịp Tết. Ông vô cùng ân hận vì mình đã làm hỏng việc của bà cụ hàng xóm. Nhiều bài văn của ông dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém vì chữ xấu quá. Lá đơn ông viết sức chữ xấu quá, quan không đọc được, đuổi bà cụ khỏi huyện đường. Như vậy điều khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp là vì lá đơn ông viết giúp chữ xấu quá, quan không đọc được nên đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường. Như vậy các em đánh dấu tích vào ô vuông thứ tư. Ba nhỏ tìm những cái chi tiết cho thấy quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát, đánh dấu tích vào những ô trống cho phù hợp. Như vậy các em sẽ đánh dấu tích vào ô trống đúng hoặc là sai. Các em đọc kỹ các câu và chúng ta sẽ đánh dấu tích. Thì ở đây ý A, câu A, ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ thì cũng chẳng ít gì. Như vậy cái ý này đúng hay là sai? Ý này đúng thì các em đánh dấu tích vào đúng. B, sáng sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Đúng. Rồi, C, mỗi buổi tối ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Thì ý này là ý đúng. D, ông mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau. Ý này cũng đúng. Như vậy các em đánh dấu tích vào. Rồi tiếp theo số 4, các thành ngữ xuất khẩu thành thơ, văn hay chữ tốt nói lên điều gì về Cao Bá Quát, đánh dấu tích và ô vuông trước ý đúng. Nói lên tài văn chương của Cao Bá Quát, nói về tài năng viết chữ của Cao Bá Quát, nói về quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát, nói về lá đơn Cao Bá Quát viết giúp hàng xóm. Như vậy các câu thành ngữ xuất khẩu thành thơ, văn hay chữ tốt nói lên tài văn chương của Cao Bá Quát. Như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô vuông số 1. Câu 5, từ câu chuyện Cao Bá Quát luyện chữ, em rút ra được bài học gì cho bản thân, đánh dấu tích vào ô vuông trước những ý em thích. Tài năng cần phải đi liền với sự kiên trì luyện tập thì mới thành công. Chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng có thể thành công. Một bài văn không chỉ cần có một nội dung hay mà chữ viết cũng phải đẹp. Ý kiến khác nếu có. Như vậy từ câu chuyện Cao Bá Quát luyện chữ thì em rút ra được cái bài học cho bản thân, đó là tài năng cần phải đi kèm và phải đi liền với sự kiên trì luyện tập và mới thành công. Rồi chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng có thể thành công. Rồi một bài văn không chỉ cần có nội dung hay mà chữ viết cũng phải đẹp. Như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô số 1, số 2 và số 3. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.